Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khách mời, đại diện cho chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, kính thưa quý vị đại diện cho các phòng ban của ban trị sự trung ương, kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, kính thưa đồng đạo giáo lý viên Phan Chí Tâm là người phụ trách chương trình thuyết giảng cùng với chúng tôi hôm nay, kính thưa quý vị là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, kính thưa quý vị là trưởng ban, là phó ban, là trị sự viên của các ban trị sự xã, phường, thị trấn, kính thưa quý vị là nhân sĩ trí thức, những tín đồ chân tu tâm đạo của Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa các tổ chức từ thiện xã hội, các nhà hảo tâm mạnh thường quân, kính thưa quý quan khách và toàn thể chư quý đồng đạo có mặt kính mến. Theo cách bố trí nhân sự của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương cũng như sự sắp xếp của ban tổ chức mà giờ đây chúng tôi hân hạnh được có mặt tại diễn đàn này. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe an lành nhất. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, thì trong cái buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi sẽ tâm tình trao đổi với quý vị thông qua 6 câu giảng mà người dẫn chương trình đã vừa giới thiệu. Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung đề tài, chúng tôi xin phép được kể cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện ngắn để chúng ta tạo cái bầu không khí cho nó phấn khởi, nó vui tươi, để chúng ta có một cái tinh thần nó thoải mái mà chúng ta trao đổi về cái nội dung giáo lý. Thì thưa với cô bác đồng đạo, giờ đây chúng tôi xin phép được kể cho quý vị nghe cái giai thoại. Nó có cái nhan đề là bắt thăm chọn sống chết. Thì cái nội dung mẫu chuyện như thế này. Nó vào cái triều đại nhà Thanh ở bên Trung Quốc, sau khi chiến tranh loạn lạc đã đi qua và triều đại nhà Thanh đã từng bước phục hồi trở lại, lúc bấy giờ Từ Hy Thái Hậu bà muốn trùng tu lại cái khu vườn Viên Minh. Nhưng mà thưa với cô bác đồng đạo, cái khu vườn Viên Minh này tức là cái khu vui chơi giải trí, nhưng nó có tầm dốc rất lớn. Chúng ta tạm hiểu như là cái khu du lịch Đại Nam vậy đó quý vị. Cho nên nếu sử dụng ngân khố quốc gia mà trùng tu lại cái khu vườn Viên Minh thì nó sẽ tốn rất nhiều. Cho nên chính vì vậy mà ở trong triều đình có một cái vị quan thứ sử tên là Lâm Cương Tường. Ông mới viết một cái lá thư để dâng lên cho Thái Hậu. Nội dung lá thư này nhằm khuyên Thái Hậu không nên trùng tu khu vườn Viên Minh trong lúc này, bởi vì chiến tranh loạn lạc vừa mới đi qua, cái đời sống của người dân rất còn nghèo nàn khổ sở. Như vậy thì khi đọc xong lá thư, chẳng những là Từ Hy Thái Hậu không có sự cảm thông cho Lâm Cương Tường mà lại tỏ ra bức xúc nóng giận, bởi vì có người ngăn cản cái hành động của mình. Thì lúc bấy giờ ở trong triều đình cũng có một cái vị quan cận thần tên là Phạm Sương. Ông này vốn từ lâu đã có sự hềm khích với Lâm Cương Tường, cho nên thấy sự việc như thế thì Phạm Sương mới đến để mà xàm tấu với Thái Hậu và nói vô cho Thái Hậu nên xử Lâm Cương Tường tội chết. Thì thưa quý vị, vì cái lúc bức xúc nóng giận mà có người xúi dục,
cho nên Thái hậu mới quyết định xử tử Lâm Cương Tường. Thì trong lúc này bá quan văn võ cũng hay cái sự việc, cho nên cùng nhau đến để mà gặp gỡ Từ Hy Thái hậu. Và một số vị quan cận thần đã thưa bẩm với Thái hậu nên giảm tội chết cho Lâm Cương Thường, bởi vì ông là một bậc công thần. Vì có vị các cái vị quan đại thần can ngăn và xin tội, cho nên Từ Hy Thái hậu cũng không dám quyết định một mình, mà mới đưa ra cái cách giải quyết như thế nào. Nói ngày mai trước pháp trường, ta sẽ dành cho ngươi hai cái lá thăm, một lá thăm chữ sống và một lá thăm chữ chết. Nhà ngươi phải bắt một trong hai lá thăm này, và sự việc hoàn toàn lệ thuộc vào sự hên xui may rủi của nhà ngươi. Thì thưa quý vị, thì sự việc mới chuẩn bị cho ngày mai, thì Thái hậu mới giao cái nhiệm vụ làm thăm cho một cái vị quan thái giám. Như vậy thì vị quan thái giám này mới vào ở trong cái phòng để mà làm hai cái lá thăm. Nhưng mà trong lúc làm thăm á, thì Phạm Sương mới lén vào trong phòng để gặp vị quan thái giám này. Và ông đem vàng ngọc châu báu để mà lo lót, yêu cầu vị quan thái giám này làm cho ông hai cái lá thăm mà toàn là chữ chết. Vì ăn tiền đút lót, cho nên vị quan thái giám này mới làm theo nhu cầu của Phạm Sương. Thì trong lúc làm thăm lại có một vị quan thái giám khác đi ngang mới trông thấy, cho nên vị quan thái giám này mới báo cho Lâm Cương Tường biết sự việc nó là như vậy, để ngày mai ông tùy cơ mà ứng biến. Thì thưa quý vị, sáng hôm sau thì cái pháp trường được thiết lập, bá quan văn võ có mặt đầy đủ, và Từ Hy Thái hậu bà trực tiếp ngồi đó để mà giám sát việc bắt thăm của Lâm Cương Tường. Như vậy thì khi mọi việc đã chuẩn bị xong thì mời Lâm Cương Tường lên để bắt thăm. Thì Lâm Cương Tường từ dưới bước lên, đi từng bước rất là nặng nề, trong cái tâm lý khủng hoảng sợ sệt. Thì đi đến nơi, ông mới dở chiếc hộp ra và ông bốc lên một cái lá thăm và nhanh tay đưa vào trong miệng, ông nhai 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 xong nuốt luôn. Thì Phạm Sương đứng kế một bên can ngăn nhưng mà không có kịp, cho nên Phạm Sương mới nói: ông bắt được lá thăm rồi, tại sao ông không đưa tôi mở ra coi lá thăm đó là lá thăm gì, tại sao ông nuốt? Lúc bây giờ Lâm Cương Tường mới thưa: nó dạ thưa ngài, trong cái lúc mà cái sự sống chết nó đang đe dọa, nó đè nặng trên cái tâm trí của tôi, cho nên vì tôi sợ tôi lo lắng quá, nhất thời tôi lỡ tôi nuốt mất cái lá thăm này rồi. Nhưng mà không sao, ông có thể mở cái lá thăm thứ hai thì ông biết tôi bắt lá thăm nào mà. Thì lúc bây giờ Từ Hy Thái hậu mới truyền lệnh cho mở lá thăm thứ hai. Như vậy thì khi mở lá thăm thứ hai ra thì thấy đó là lá thăm chữ chết, cho nên Lâm Cương Tường mới nói rằng nếu lá thăm còn lại là lá thăm chữ chết, có nghĩa là tôi đã bắt được lá thăm chữ sống. Cho nên chính vì vậy mà Từ Hy Thái hậu mới phóng thích và tha chết cho Lâm Cương Tường. Thì mẫu chuyện đến đây đóng khung lại, coi như nó hết. Thì thưa với cô bác đồng đạo, kể chuyện thì chúng ta để cho nó thư giãn về mặt tâm lý, cho nó thoải mái, phải không? Nhưng mà thông qua mẫu chuyện này thì nó cũng giúp cho chúng ta rút ra được một cái bài học về kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm tu hành. Hiện nay thì cái hoàn cảnh của cô bác đồng đạo chúng ta nó không khác hoàn cảnh của Lâm Cương Tường đâu. Có nghĩa là cô bác đồng đạo chúng ta cũng đã đang bắt cho mình một cái lá thăm hết rồi đó, phải không quý vị? Chúng tôi xin hỏi chứ quý vị bắt phải cái lá thăm gì rồi? Lá thăm gì? Lá thăm gì quý vị? Lá thăm chết. Tại sao quý vị biết đó là lá thăm chết? Bởi vì trong giáo lý Đức Thầy đã nói rất nhiều về cái ý nghĩa này, cái kiếp sống của nhân sinh, phải không quý vị?
từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Hay là chỗ khác Đức Thầy cũng có dạy, những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Như vậy thì quý vị suy nghĩ coi, có phải chúng ta sanh ra rồi để chờ đến cái ngày chúng ta chết không quý vị? Nếu nói một cách đốt cháy thời gian thì nó vượt qua bốn cái công đoạn, phải không? Sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè. Cho nên sanh ra là để chờ chết, thưa cô bác. Như vậy rõ ràng cô bác đồng đạo chúng ta đã bắt nhầm một cái lá thâm, mà đó là lá thâm chết, phải không quý vị? Như vậy thì tình huống của Lâm Cương Tường, ông là một con người thức thời và rất là thông minh. Cho nên khi mà ông đã bắt được cái lá thâm chết ở trong tay, ông biết cách để mà xoay chuyển tình thế. Có nghĩa là từ trong cái chết ông lại tìm ra được lẽ sống, phải không quý vị? Như vậy thì ở đây, nếu như cô bác đồng đạo chúng ta mà bắt nhầm lá thâm chết, thì chúng ta có cái cách gì để làm chúng ta được sống hay không, phải không quý vị? Đó là cái bản lãnh của từng người à, phải không? Nhưng mà thưa với cô bác đồng đạo, khi mà chúng ta đọc cái quyển sấm giảng thi gian giáo lý của Đức Thầy á, thì chúng ta thấy Đức Thầy có dạy cái câu này: cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Như vậy thì cờ đã thất, nếu ai biết đánh cờ thì quý vị hiểu rất rõ cái ý Đức Thầy muốn nói ở đây. Khi chúng ta đánh cờ mà chúng ta bị thất nước rồi đó, tức là cờ chúng ta nó bị gài kẹt cứng hết, không có đường đi. Mà đối phương đi một nước là dồn chúng ta đi vào cái chỗ thua không. Cho nên chỉ còn một cách là chúng ta chiếu bí được đối phương thì chúng ta mới ăn được đối phương trong tình huống này, phải không quý vị? Như vậy thì cái nước chiếu chúng ta không cần lo, mà chúng ta đi lo ăn con chốt, phải không? Thầy mới nói là mà còn ăn con chốt làm chi đó. Như vậy thì cái con chốt là một cái con mà nó có cái giá trị thấp nhất trong bàn cờ, phải không quý vị? Tại sao thua tới nơi không lo mà lại lo ăn con chốt? Ở đây ý Đức Thầy muốn ý thức giác ngộ cho chúng sinh rằng chúng ta đang đối diện cái chết, tại sao chúng ta không lo mà lại lo chạy theo danh lợi, phải không quý vị? Như vậy thì chiếu ở đây chúng ta hiểu, chiếu ở đây có nghĩa là cô bác đồng đội chúng ta quy y Tam Bảo để thực hành giáo lý giải thoát. Như vậy thì sau một lần chết này thì cô bác đồng đạo sẽ không còn lần nào để chết nữa, tức là được giải thoát, được nhập niết bàn, được giảng sanh cực lạc để sống cuộc đời an lạc miên diễn ở cảnh giới chư Phật. Thì kính thưa toàn thể cô bác đồng đạo, như vậy thì tôi nghĩ rằng cô bác đồng đạo ngồi đây ai cũng đang thực hiện cái nước chiếu hết rồi, các bạn quý vị chờ đến cái giai đoạn quý vị thành công thôi à. Hả? Cô bác đồng đạo chúng ta đều là người đã quy y Tam Bảo và thực hiện theo giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Như vậy thì trở lại cái nhiệm vụ của người tín đồ, khi chúng ta đã quy y thì cái bước tiếp theo là chúng ta phải học hỏi từ cái quyển sấm giảng thi văn giáo lý này. Chúng ta tìm hiểu cho rõ ràng cái nghĩa lý để mà chúng ta thực hiện cho đến khi chúng ta thành công giải thoát thì thôi, phải không quý vị? Thì đó là cái nhiệm vụ của người tín đồ, làm theo lời chỉ để được ngày rày gặp ta và được gặp thầy, được gặp Phật, được giải thoát. Như vậy thì trở lại với cái nội dung hôm nay, chúng tôi sẽ tâm tình trao đổi với cô bác đồng đạo thông qua 6 câu giảng mà người dẫn chương trình đã vừa giới thiệu. Đó là bể trần sóng cuộn lao sao, sông thuyền bát nhã lướt vào một phen, quản chi lực kém tài hèn,
dù đời bạc đãi ngọn đèn cứ nêu, soi từ đài cát xá liều cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Như vậy thì sáu câu giảng này được rút ra trong cái bài tự thán mà Đức Thầy đã viết tại chợ quán Sài Gòn vào tháng Chạp năm Canh Thìn 1940. Tác phẩm này dài 61 câu, Đức Thầy viết theo cái thể Thượng Lục Hạ Bát. Chúng tôi tạm thời rút ra 6 câu, từ câu số 17 cho đến câu số 22 để làm cái chuyên đề mà tâm tình với cô bác đồng đạo. Thì giờ đây chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung chính, đó là tìm hiểu ý nghĩa của 6 câu giảng trên mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Vậy thì giờ đây chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng câu một đó quý vị. Câu thứ nhất Đức Thầy dạy là bể trần sống cuộn lao sao. Như vậy thì bể trần là cái gì? Chữ bể tức là biển đó quý vị. Phận tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an khương bốn bể, phải không? Như vậy thì bể là biển, còn chữ trần là bụi bặm. Như vậy thì các cái nhà khoa học người ta chứng minh rằng ở trong không gian này nó đầy những cái hạt bụi li ti ở trong đó đó quý vị. Mà cái bụi đó nó có cái màu hồng, cho nên thường gọi là bụi hồng đó, bụi đỏ đó quý vị. Như vậy thì trong không gian nó đầy bụi bặm là nhằm chỉ cho cái cõi đời chúng ta đang ở đó, là nó nhơ nhớt mà nó khổ đau. Cho nên bể trần là một danh từ nhằm chỉ cho cõi đời hay cảnh thế gian mà cô bác đồng đạo chúng ta đang ở đó, đó là bể trần. Tiếp theo là sống cuộn lao sao. Như vậy thì sống cuộn lao sao tức là sống dậy không yên. Ở đây Đức Thầy mô tả về cái mặt biển ở trong một cái trạng thái biển động. Như vậy thì quý vị đã từng nghe về cái thông tin dự báo thời tiết của cái đài khí tượng thủy văn, người ta thường có những cái câu nói như thế này mà quý vị nằm lòng luôn. Nếu bình thường thì biển nó lặng, nhưng mà khi có gió tác động vào thì biển nó động. Nhưng mà biển động thì nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Chúng ta nghe những cái thuật ngữ mà cái người thông tin dự báo thời tiết người ta nói rất là cụ thể. Biển động nhẹ, phải không? Rồi biển động mạnh, rồi biển động rất mạnh, và biển động dữ dội. Quý vị có nghe những cái từ này chưa? Cho nên bão tố cuồng phong lên rồi thì biển động dữ dội. Cho nên sóng cuộn lao sao ở đây là nhằm chỉ cho biển động dữ dội đó quý vị. Ở đây cái ý Đức Thầy muốn nói là cái cõi đời mà chúng ta đang ở nó là cái cõi khổ, mà sự khổ đau ở cái mức độ cao nhất gọi là sống cuộn lao sao. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi trần này chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết, kể không hết cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời nào đâu quý vị. Xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Là cái nỗi khổ niềm đau trong cõi ta bà là chúng ta đến hoài không hết, thì nó nhiều và nó lớn như vậy. Cho nên mới gọi là bể trần, là bể khổ. Thưa với cô bác, nếu nói cái sự khổ đau mà ở cái nghĩa rộng thì chúng ta đến không cùng không tận. Nhưng nói cái sự khổ đau theo một cái chiều hướng cụ thể thì Đức Phật cho biết rằng nó có 8 cái nỗi khổ căn bản. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài niệm tứ khổ nên ngài tầm não, đó là nói tắt hay quý vị. Thật ra nó là 8 cái nỗi khổ, đó là bát khổ. Như vậy thì cái con người chúng ta chịu 8 cái nỗi khổ đó như thế nào? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, mưu cầu không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, lo ngại đủ điều khổ.
Như vậy chúng ta để cái tâm mà chúng ta suy xét, chúng ta tìm hiểu coi những điều mà Đức Phật cho rằng khổ đó, nó có khổ thật sự hay không? Phải không quý vị? Chúng ta phải trải nghiệm cuộc sống này để chúng ta nhận định lời nói của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật nói sanh là khổ. Quý vị có biết sanh là khổ không? Tôi nghĩ rằng lúc mà chúng ta bị sanh ra đó, chúng ta còn rất nhỏ, cái tri thức chúng ta chưa có, cho nên chúng ta chưa biết khổ đau. Nhưng mà bản thân và tâm hồn của chúng ta đã trực tiếp chi phối nỗi khổ đó. Vấn đề là chúng ta chưa có tri thức để nhận định thôi quý vị. Cho nên khi còn là một bào thai trong bụng mẹ đó, thì quý vị biết mẹ mà uống lạnh vô thì cái bào thai nó buốt giá, phải không? Mẹ mà uống nước nóng vô thì cảm thấy nó nóng bức ở trong cơ thể của thai nhi. Mẹ mà đói cơm thì cái thai nhi nó giống như là bị treo lủng lẳng, cho nên làm cho mình khiếp sợ. Và mẹ mà ăn uống no bụng thì bao tử và ruột nó chèn ép thai nhi rất là nhọc nhằn. Cho nên nếu đủ ngày tháng rồi, chúng ta phải đi ra cái cửa sản môn, và chúng ta bị hơi gió cắt da, đau rát nhức nhối chịu không nổi, cho nên chúng ta mới cất lên tiếng khóc để chào đời. Phải không quý vị? Tại sao con người chúng ta khi lọt lòng mẹ là chúng ta lại khóc mà chúng ta không cười? Nếu cõi đời này nó thực sự là vui thì chúng ta ra đời là chúng ta cười khà khà, chứ không phải chúng ta khóc. Phải không quý vị? Không ai khóc trơn á. Nhưng mà tiếng khóc đó nó phản ánh rất cụ thể là chúng ta không bằng lòng với cái cảnh cực nhọc này, sanh khổ. Như vậy thì thứ hai Đức Phật mới cho biết nó già là khổ. Như thì cô bác đồng đạo chúng ta nếu trải nghiệm cái cuộc sống mà từ 60 tuổi trở lên, 70, 80 thì quý vị sẽ hiểu được rất rõ, khi chúng ta già là chúng ta khổ. Thưa quý vị, ngày xưa mà muốn làm cái việc gì đó chúng ta làm rất là dễ dàng, đi đứng lẹ làng, nói năng bạc thiệp, phải không? Làm bất cứ chuyện gì cũng tốt hết. Nhưng mà bây giờ quý vị muốn làm một cái điều gì đó quý vị làm không được, không nổi, phải không? Thậm chí đi còn mắt chống gậy mà, phải không quý vị? Cho nên công việc phế hết là không được đó. Cho nên sự già nua lờ lệch đó, nó làm cho chúng ta cảm nhận là chúng ta bị khổ. Rồi như vậy rồi hết chưa? Tới bệnh khổ không quý vị? Nói chung cái bệnh thì nó đa đoan, nó đủ thứ, và không một căn bệnh nào mà chúng ta dễ chịu hết quý vị ơi. Có người đang đau bụng thì nó phải chi đựng đau bụng, phải nhức răng nó dễ chịu hơn. Nhưng mà thưa cô bác đồng đạo, không căn bệnh nào dễ chịu đâu. Tại cái gì nó đến với mình là chúng ta thấy cái đó nó lớn vậy thôi. Chứ thật ra cái căn bệnh gì đến với thân xác con người chúng ta cũng đều đau khổ hết. Nào là cơn tỉnh, cơn mê, tay chân nhức nhối, gan ruột quặn đau, phổi héo, tim khô, da teo, huyết cạn. Kẻ mang lao, mang tổn, phương đàm, ho xuyển, người thì đuôi cùi, lỡ lói, bại sụi, sưng tê, than thuốc chẳng an, khẩn nguyền chẳng giảm, cầu sống chẳng đặng mà cầu chết chẳng xong. Có những lúc mà chúng ta muốn chết cho rồi để được thoát được cái khổ của mình, nhưng mà đâu phải muốn là được quý vị, phải không? Cho nên bệnh khổ. Rồi đến thứ tư là chết khổ, tức là cái căn bệnh mà nó nặng nề đến cái mức mà chúng ta không thể thở được nữa quý vị ơi. Nó làm cho chúng ta phải nghẹt thở để chết đi, chết xong tức tưởi, chứ không phải là chúng ta vui lòng để chấp nhận cái chết đâu. Cái chết nào nó cũng bức ép thân thể chúng ta rất khó chịu, và tâm linh chúng ta đối diện với những cái hiện tướng của nghiệp ác, nó hiện ra trong trí não của mình, nó làm chúng ta khủng hoảng, chúng ta rất sợ hãi, gần hấp hối, tâm thần xao xác, trí dẫn dơ, kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung giả cõi tạm, mới theo đường tội phước. Cho nên chúng ta thấy rất cụ thể là bốn cái nỗi khổ về mặt sắc thân: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Hiểu như thế thôi là sĩ đạt ta đã phát tâm tu hành để cầu đạo giải thoát rồi đó thưa quý vị. Chúng ta thấy bốn cái nỗi khổ này nó diễn ra hàng ngày và diễn ra trước mắt, nhưng mà chúng ta có ý thức về sự sanh tử đó để chúng ta tu siết chưa? Phải không quý vị? Đôi khi chúng ta nghĩ cái chết là cái nó sẽ đến với con người, nhưng mà
hiện giờ thì nó đến với ai chứ còn chưa đến với mình đâu. Mình chắc cũng vài chục năm nữa, phải không quý vị? Chúng ta tự tin, chúng ta nghĩ rằng cái chết nó đến với người khác chứ chưa có đến với mình. Tại sao chúng ta lại nghĩ như vậy? Cái định luật vô thường này nó không thể đến với bất cứ ai. Cũng may là nó chưa đến với mình, thưa quý vị, phải không? Cho nên chúng ta mới sống còn, chúng ta mới ở đây. Đó. Như vậy thì ngoài ra nó còn bốn cái nỗi khổ tâm linh, tức là mưu cầu không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, lo ngại đủ điều khổ. Bốn điều khổ này nó chi phối về mặt tâm linh là chúng ta vô cùng khổ đau trong cuộc sống này, không đơn giản đâu. Cho nên xét về cái nỗi khổ của con người ở trong thế gian, chúng ta thấy đó là một sự khổ lớn, mà quan trọng là cái khổ sanh tử của con người. Như vậy thì nếu chúng ta làm cha mẹ mà chúng ta thấy con cái mình nó khổ thì sao? Chúng ta xót thương nó, chúng ta tìm cách giúp đỡ nó để cho mà nó bớt khổ, phải không quý vị? Còn Phật mà thấy chúng sinh khổ thì sao? Động lòng từ bi, quý vị. Đức Phật là cái người có lòng từ bi rất lớn, cho nên thấy cái cảnh khổ của ta bà này, thấy cái nỗi khổ của chúng sinh thì Đức Phật cũng không có, không có chịu nổi đâu. Động lòng trắc ẩn, động lòng từ bi. Cho nên cảnh thiên trước nó thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Chính vì động lòng từ bi, động lòng của Đức Kim Sơn Phật, cho nên Đức Thầy chúng ta mới ra đời ở đây, phải không vậy? Cho nên cái câu thứ hai là nhằm nói cái nhiệm vụ ra đời mở đạo để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó của chúng sinh. Sông thuyền bát nhã lướt vào một phen. Như vậy thì cái câu thứ hai này có nghĩa như thế nào? Chứ sông tức là tiến thẳng tới, không sợ bất cứ một trở ngại nào. Chữ sông là nhằm chỉ cho cái lòng từ bi của Đức Thầy ở mức độ cao đó, thưa cô bác. Vậy là sông thuyền bát nhã. Như vậy thì thuyền bát nhã là thuyền gì? Chữ thuyền tức là một danh từ nhằm chỉ cho một cái phương tiện mà đi đường sông á, phải không vậy? Thuyền là xuồng ghe đó. Còn bát nhã đó, nó thuộc về phiên âm của Phạn ngữ. Người Trung Quốc người ta mới dịch ra đó là trí tuệ hay là trí huệ. Như vậy là thuyền bát nhã tức là thuyền trí huệ, hay còn gọi là con thuyền đạo đó, thưa quý vị. Như vậy thì sông thuyền bát nhã tức là Đức Thầy xuống thế gian này để khai mở nền đạo đó, phải không quý vị? Đó. Cho nên sông thuyền bát nhã lướt vào một phen, tức là xông vào thế gian này để mà thực hiện cái công việc cứu đời, giải thoát nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Như vậy thì sông thuyền bát nhã nó là một cái phương tiện mà Đức Phật dùng để mà cứu độ chúng sinh. Thì thưa cô bác đồng đạo, Đức Phật nào cũng đầy đủ tất cả các cái phương tiện để mà giáo dục chúng sinh. Dù chúng sinh đó nó thuộc căn cơ, trình độ, hoàn cảnh như thế nào thì Đức Phật cũng có phương pháp tương ưng để mà cứu độ chúng sinh đó. Bởi vì ở trên đó, Đức Thầy chúng ta mô tả chúng sinh đang khổ trong cái biển khổ, phải không? Tức là chúng ta đang lặn hập trong cái biển trần sanh tử này, là cái khổ của chúng ta đang ở dưới biển. Cho nên cái phương tiện mà độ sanh, khi chúng sanh chìm đắm ở dưới nước, dưới biển thì Đức Phật phải dùng thuyền, phải không vậy? Phải dùng thuyền thôi. À, khi nào mà độ chúng sinh mà ở trên bờ đó thì Đức Phật sẽ dùng ngựa, phải không? Như vậy thì lời chú Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói như thế này: Như Lai giả dĩ tiên chứng nhập diệu giác quả hải, đảng bất xả chúng sanh, đảo giá từ hàng, nghịch lưu nhi xuất. Có nghĩa là bậc Như Lai trước đã chứng vào cái quả diệu giác. Đảng bất xả chúng sanh là vì lòng từ bi không muốn bỏ chúng sanh, cho nên mới đảo giá là cởi ngựa, từ hàng là treo thuyền, nghịch lưu nhi xuất tức là ngược dòng trở lại để cứu độ chúng sinh. Tại sao ngược dòng? Là bởi vì từ ở trong sông mê mà đi ra biển giác, người ta gọi là thuận lưu,
từ biển giác mà đi vào sông mê để cứu độ chúng sanh gọi là nghịch lưu. Cho nên cái hành vi mà cứu độ chúng sanh gọi là nghịch lưu nhi xuất. Đó. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta cũng là một vị Phật. Cho nên Đức Thầy chúng ta cũng đầy đủ các cái phương tiện để mà giáo dục chúng sinh. Thí dụ như Đức Thầy dạy như thế này: dục gió cu nhiều nỗi thảm thê. Gió cu là gió câu đó, mà gió câu là gió ngựa đó quý vị, là cởi ngựa đó. Dục gió cu nhiều nỗi thảm thê, dạy sanh chúng cho rồi mới rảnh. Nếu chúng sinh ở trên bờ thì Đức Phật cởi ngựa để mà cứu độ. Còn nếu chúng sinh mà ở dưới biển thì Đức Thầy chèo thuyền. Thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Đó. Cho nên vì Đức Thầy của chúng ta cũng là một vị Phật, cho nên Đức Thầy chúng ta cũng đầy đủ các cái phương tiện biện tài để mà hướng dẫn chúng sinh thực hành giáo lý này để được giải thoát vấn đề sanh tử. Như vậy thì sông thuyền Bát Nhã lướt vào một phen. Cái câu thứ hai này là nhằm chỉ cho sự ra đời của Đức Thầy chúng ta và mở đạo của Đức Thầy chúng ta tại cái làng Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Đức Thầy có mặt tại làng Hòa Hảo. Đức Thầy khai mở nền đạo Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Đó là sông thuyền Bát Nhã đó quý vị. Như vậy thì Đức Thầy cứu vớt chúng sinh bằng cách nào? Phải không quý vị? Như vậy khi Đức Thầy chúng ta khai mở nền đạo Phật giáo Hòa Hảo và thực hiện cái công hạnh cứu độ chúng sinh, nó có 3 bước. Một là trị bệnh, hai là thuyết pháp, ba là nhất sấm giả, thường gọi là tam độ nhất như. Phải không cô bác đồng đạo? Như vậy thì Đức Thầy chúng ta thực hiện 3 phương pháp cùng một lúc để giải quyết vấn đề khổ đau sanh tử của chúng sinh ở đây. Như vậy thì khi Đức Thầy chúng ta vừa ra đời ở cái giai đoạn đầu tiên sơ cơ này thì chúng sinh chưa có cái niềm tin với Đức Thầy, bởi không ai biết Đức Thầy của chúng ta là ai hết. Phải không quý vị? Dù có xưng Phật, xưng tiên, xưng thần, xưng thánh gì thì cũng khó có thể gây được niềm tin đối với mọi người. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên Đức Thầy mới đóng vai một cái ông thầy thuốc. Đức Thầy mới điều trị bệnh cho chúng sinh. Và đặc biệt Đức Thầy chúng ta là một cái vị lương y rất là giỏi, thưa cô bác đồng đạo. Như vậy thì ai có bệnh gì mà đến Đức Thầy của chúng ta cũng điều trị hết, dù cái căn bệnh đó nó có ngặt nghèo như thế nào, bằng những cái phương thức hết sức là đơn giản: nước lã, giấy vàng, lá xoài, lá ổi, lá mít, bông trang, bông thọ, mà đặc biệt là bệnh nào cũng hết, thưa quý vị. Bởi vì Đức Thầy của chúng ta là Phật, cho nên Ngài có cái quyền năng điều chỉnh được nghiệp của chúng sinh, chứ không đơn giản. Cho nên Đức Thầy mới nói rất rõ ở trong sứ mạng là: dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Đó. Nếu ai đau bệnh mà được Đức Thầy trị cho hết bệnh thì chúng ta cảm cái ân đức của Đức Thầy, chúng ta quy y, chúng ta tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Phải không quý vị? Và trong cái lúc những người thân nhân mà đưa người bệnh đến để Đức Thầy điều trị đó, thì Đức Thầy mới thuyết pháp cho những người này nghe. Đó. Cho nên ai mà được gặp Đức Thầy, nghe Đức Thầy thuyết pháp, thì họ sẽ thức tỉnh giác ngộ và quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Đó là hai cái bước quan trọng mà Đức Thầy chúng ta thực hiện để mà giác ngộ chúng sinh được thường. Nhưng mà còn cái công hạnh thứ ba, tức là nhất sấm giả. Cái công hạnh này mới là cái công hạnh cốt lõi quan trọng của Đức Thầy ra đời trong cái thời kỳ Hạ Nguyên mạt pháp này, thưa quý vị. Bởi vì thuyết pháp á, là chỉ đối với những người hiện tại và những người được gặp Đức Thầy mới có thể nghe pháp. Còn những người không gặp Thầy thì không có nghe được pháp, cho nên họ cũng không thể giác ngộ quy y tu hành được, thưa quý vị. Cho nên để đáp ứng cái nhu cầu những người ở phương xa không có đến gặp Thầy, và đáp ứng cái nhu cầu của chúng sinh ở trong vị lai không có gặp Thầy, Đức Thầy mới thực hiện cái việc thứ ba, đó là nhất sấm giả. Chớ nước sâu mà bị gào thưa,
dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngòi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thầy phải viết cho được những sấm giảng thi văn giáo lý này để trao tận tay cho người tín đồ. Như vậy thì hôm nay cô bác đồng bào chúng ta ai cũng sẵn có quyển sấm giảng thi văn giáo lý ở trong nhà, phải không quý vị? Đó là một cái cơ may, một cái điều tốt đẹp mà quý vị đã được. Không phải dễ gặp Phật và cũng không phải dễ nghe Pháp, thưa cô bác đồng bào. Chúng ta sống trong cái thời kỳ cùng cơ mạt Pháp này mà chúng ta gặp được giáo lý của một Đức Phật là một cái điều rất may mắn. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta không thể bỏ lỡ cái cơ hội này, phải không vậy? Chúng ta phải làm người tín đồ Phật giáo hòa hảo, trung trinh, thuần thành để thực hiện cho tốt những điều mà Đức Thầy chỉ dạy ở đây, nếu chúng ta muốn thoát khổ. Như vậy thì sông thuyền bát nhã lướt vào một phen. Cái câu thứ hai này là nhằm chỉ cho sự ra đời của Đức Thầy, khai mở nền đạo Phật giáo hòa hảo và sáng tác quyển sấm giảng thi văn giáo lý để mà giáo dục chúng sinh, để giải quyết nỗi khổ niềm đau của chúng ta ở đây. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái câu này rất là cụ thể. Cái câu thứ nhất, Đức Thầy giới thiệu về cái nỗi khổ niềm đau của chúng sinh khi sống trong cái thế giới ta bà này mà chúng ta phải chịu cái nỗi khổ sanh tử. Cái câu thứ hai, Đức Thầy mới ra đời mở đạo viết giáo lý để mà giải quyết cái nỗi khổ niềm đau đó cho chúng sinh, phải không cô bác đồng đạo? Như vậy thì hôm nay cô bác đồng đạo chúng ta đều là tín đồ Phật giáo hòa hảo hết, tức là chúng ta đang thực hiện cái nhiệm vụ hành trì theo giáo lý của Đức Thầy để chờ một cái ngày nào đó chúng ta đạt được cái quả vị giải thoát để chấm dứt sanh tử khổ đau ở đây. Đó. Như vậy thì giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp. Quản chi lực kém tài hèn, quản chi tức là không ngại chi, là không sợ gì đối với cái việc mà ra đời mở đạo cứu độ chúng sinh gặp rất nhiều gian nan thử thách, nhưng mà Đức Thầy cũng không ngại cái điều đó. Quản chi lực kém tài hèn, lực kém tài hèn tức là sức yếu tài sơ đó quý vị. Như vậy thì ở đây Đức Thầy nói ngài lực kém tài hèn, sức yếu tài sơ. Chúng ta nhìn nhận vào sự thật, chúng ta thấy Đức Thầy có phải là người lực kém tài hèn không quý vị? Không có đâu. Đức Thầy chúng ta có đầy đủ quyền năng, có trí tuệ siêu việt để mà giáo dục chúng sinh ở đây, bởi vì Đức Thầy chúng ta là Phật mà. Cho nên cái câu mà Đức Thầy nói quản chi lực kém tài hèn, tức là cái lời nói khiêm hạ khi ra đời giáo dục chúng sinh đó quý vị. Như vậy thì nói khiêm hạ, một là để đảm bảo cái tư cách của người truyền đạo, thứ hai là cũng làm mô phạm để hướng dẫn cho người khác làm theo. Thưa cô bác đồng đạo, thực tế ở trong cuộc sống này, nếu như ai đó mà thực sự có tài, có được cái trí thông minh, thì thường là chúng ta hay sanh cái tâm kiêu ngạo, phải không vậy? Cho mình hơn người khác và xem thường người khác. Cho nên ở đây Đức Thầy thể hiện cái đức khiêm nhượng của mình và cũng là một cái bài học mô phạm để hướng dẫn cho người tín đồ thực hiện. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái giai thoại vào cái đời Hậu Lê. Có Lê Quý Đôn được coi là một thần đồng của đất Việt, và ông đổ khôi nguyên bản nhãn từ lúc ông còn rất trẻ. Chính vì cái tài năng hơn người như thế, cho nên ông cũng không tránh khỏi sự tự đắc của bản thân. Ông mới viết lên một cái bảng có một dòng chữ là thiên hạ nghi nhất tự lai vấn. Có nghĩa là trong thế gian này ai không biết một chữ gì hãy đến đây mà hỏi. Ông treo trước cổng nhà, thưa quý vị. Thì đến cái lúc mà cha của Lê Quý Đôn qua đời,
thì rất nhiều những cái nho sĩ người ta đến đó để mà người ta phúng điếu và tiễn chân cha con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì trong lúc đó lại có một cụ già chống gậy lụm cụm đi tới, thì Lê Quý Đôn mới ra đón tiếp. Thì cụ già đó mới tự giới thiệu: tôi là bạn của cha cậu, nhưng mà do vì cái hoàn cảnh của tôi nghèo khó, giả lại bây giờ tôi cũng già yếu, cho nên tôi không thường đi lại với cha cậu. Hôm nay tôi nghe cái tin cha cậu qua đời, cho nên tôi đến đây để tôi phúng viếng và có một cái đôi liễn đối để mà phúng điếu bạc tôi. Nhờ cháu viết hộ dùm. Thì lúc bây giờ Lê Quý Đôn mới lấy giấy viết ra để mà ghi á quý vị. Thì ông cụ già đó mới đọc chi, ông đọc một chữ một, ông ngưng ngang đó. Lê Quý Đôn mới cầm bút lên để chuẩn bị viết. Nhưng mà ở trong Hán ngữ đó có rất nhiều chữ chi, ông không biết là ông cụ này đang sử dụng chữ chi nào, cho nên ông cầm bút mà ông nghiêm hoài như thế này. Thì cụ già đó mới đọc tiếp chi một lần nữa. Lê Quý Đôn búng ra rằng quý vị: dạ thưa cụ, chi nào ạ? À? Cụ già mới nói: ông dám treo một cái bảng là thiên hạ nghi nhất tự lai vấn, mà tôi đọc có một chữ chi mà tại sao không viết được? Lúc bây giờ ông cụ mới đọc tiếp cái câu, một cái câu đối rất là hay: chi chi tam thập niên dư, xích quyện hồng châu kim thượng tại, tại tại số thiên lý ngoại, đào hoa lưu thủy tử hà chi. Có nghĩa là hơn 30 năm xích quyện hồng châu nay còn đó, kìa ngoài ngàn dặm hoa trôi nước chảy, bạn về đâu? Một cái câu đối rất hay thưa quý vị. Lúc bây giờ ông cụ già đó mới đi tới trước cái cổ quan tài, ông mới ngồi phủ phục trước cổ quan tài, ông khóc, ông gào, ông thét lên: anh ơi là anh, giờ này anh ở đâu? Anh để cho thằng con của anh nó đổ tới thám qua bản nhãn mà một chữ nó không viết được. Anh về đây anh coi nè, anh ơi. Ông phủ phục, ông gào thét một hồi, ông chống gậy ông ra về quý vị. Lúc đó Lê Quý Đôn sượng sùng không còn gì để nói nữa. Cho nên quý vị biết sao cái sự việc này, thì Lê Quý Đôn mới cho người tháo cái bảng đó, bỏ thao xuống, và ông mới nghiêm túc học hành lại. Cho nên sau này ông mới trở thành một cái vị quan mà có sự cống hiến rất lớn cho cái đời hậu Lê. Thì thưa với cô bác đồng bào, thông qua một giai thoại như thế thì chúng ta mới thấy rằng thực tế dù cho chúng ta có tài cán như thế nào, chúng ta phải biết khiêm nhượng với mọi người nó mới phải, chứ không nên khoe khoang, không nên chém gió, phải không? Cho nên Đức Thầy mới dạy: đã tu hành đừng có buông chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán, người hiểu rành mới càng thêm chán. Ai mà hiểu rành mình người ta chán chết đi thôi, có phải không quý vị? Cho nên chính vì vậy, vì cái mặt xử thế Đức Thầy dạy rất là cụ thể: bước ra đường ăn nói thiệt thà, dù khôn khéo cũng là giả dạy. Đức Thầy dạy chúng ta thực sự là khôn khéo mà còn phải giả dạy, mà muốn chi dạy mà giả khôn thì cái tai hại cỡ nào, phải không quý vị? Đó, chúng ta làm ngược lại như vậy thì biểu sao mà chúng ta không chuốc lấy tai họa. Đó, như vậy thì chúng ta thấy quản chi lực kém tài hèn. Cái câu này Đức Thầy nhằm khiêm nhượng đối với bản thân mình, chứ không phải là Đức Thầy không phải là người không có năng lực đâu. Đức Thầy chúng ta là một vị Phật mà, phải không quý vị? Thân bần tăng mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn, phải không? Cái chuyện trời đất bao la rồi Thầy chúng ta đều hiểu hết, biết hết, không gì không biết cả. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo thức ca, chứ không phải là khùng bình thường, khùng như người mất trí đâu. Ta khùng mà chẳng có cơn, phải không? Khùng không có cơn, còn mình có cơn thiệt à, phải không quý vị? Cũng không có tánh giận hờn bá gia. Ôi tay cái chó bồi trường lên các bác ơi.
nói như cho mình vỗ tay. Như vậy thì quản chi lực kém tài hèn, Đức Thầy thể hiện cái đức khiêm hạ để mà giáo dục chúng sinh. Dâu du đời bạc đãi ngọn đèn cứ nêu, dù là cho dù là tức là hoàn cảnh nào, đời bạc đãi, chữ bạc đãi tức là cư xử một cách rẻ rúng đối với người có ân với mình. Như vậy thì đời người dù đời bạc đãi, đời bạc đãi tức là chúng sinh là cái đối tượng mà Đức Thầy đang giáo dục ở đây, nhưng mà đời bạc đãi tức là chúng sinh không tin, không nghe và không tu theo sự hướng dẫn của Thầy, phải không vậy? Cho nên Đức Thầy dốc lòng thương muốn dạy mà chúng ta lại có một cái cách cư xử bạc đãi, tức là chúng ta không cảm nhận cái ân đức mà Đức Thầy đang thể hiện ở đây. Chúng ta cư xử một cách rẻ rúng đối với Đức Thầy, dù đời bạc đãi, tức là chúng ta không có chấp nhận cái sự hướng dẫn của Đức Thầy để chúng ta tu đâu quý vị. Lúc mà Đức Thầy chúng ta mới ra đời thì Đức Thầy gặp rất nhiều trở ngại khó khăn, bởi vì xây dựng cái đức tin đối với người tín đồ không phải chuyện dễ thưa quý vị. Cho nên có rất nhiều người tôn vinh kính trọng cũng có, mà cũng không ít người xem thường khinh dễ Đức Thầy cũng có thưa quý vị. Cho nên cái bài Mặc Tình Ai là Đức Thầy thổ lộ khi Đức Thầy bị người thế gian xem thường. Bá gia mặn lạc mặc tình ai, tức là nói hơn, nói thua, nói phải, nói quấy, nói tốt, nói xấu gì cũng mặc tình, phải không? Bá gia mặn lạc mặc tình ai, đạo lý tầm đâu chẳng thấy rài, có thấy Đức Thầy tu hành hồi nào đâu, phải không vậy? Chỉ thấy hình trơ thân xác trọi, Đức Thầy cũng là thân hình bình thường như những người khác thôi. Ai người vậy, ai người tâm đạo nghĩ càng hay, nhưng mà ai người thích đạo thấy chàng gái, cho nên không thích là thấy ghét, phải không quý vị? Cho nên có chỗ thì người ta phê bình Đức Thầy như thế này: đâu đây mà có hùm beo khéo bài ba lát mà nghe theo làm gì, phải không quý vị? Đức Thầy giải đạo, giải đạo đức đó, nhưng mà cũng có người cho rằng Đức Thầy đang làm cái chuyện ba lát đó thưa quý vị. Đó. Cho nên dù đời bạc đãi, tức là những cái tâm ý chúng sinh mà không chấp thuận mà thậm chí phản bác là Đức Thầy, Đức Thầy cũng không quan tâm đến vấn đề đó đâu quý vị. Dù đời bạc đãi nhưng mà ngọn đèn cứ nêu. Cứ nêu tức là cứ khêu, cứ đốt cho nó sáng cái ngọn đèn chân lý lên. Tức là dù cho chúng sinh không tin, không nghe, nhưng Đức Thầy vẫn quyết đem đạo đi dạy đời, phải không quý vị? Không vì thế mà nản lòng đâu, mà thối chí đó thưa quý vị. Cho nên Đức Thầy mới nói là thương đời, ta mới đánh liều, đánh liều luôn đó. Mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, đem đạo ra dạy rồi tu được bao nhiêu người cũng tốt, mà tu nhiều tu ít gì cũng tốt luôn đó, miễn có tu là tốt, phải không quý vị? Cho nên chỉ chính vì vậy mà Đức Thầy cứ đem đạo để mà giáo dục chúng sinh, dù cái hoàn cảnh có thử thách khó khăn như thế nào. Bây giờ biết Đức Thầy chúng ta khai mở nền đạo vào cái thời kỳ pháp thuộc, cho nên Đức Thầy mà tập trung đông người như thế thì người Pháp sẽ nghi rằng Đức Thầy chúng ta đang hoạt động chính trị. Cho nên chính vì thế mà người Pháp mới tìm cách để mà lưu cư Đức Thầy chúng ta rài đây mai đó, để mà tách biệt với người tín đồ, không cho Đức Thầy chúng ta truyền đạo thưa quý vị. Nhưng mà càng đi thì càng biết nhiều nơi, phải không? Càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Đức Phật là người có đầy đủ năng lực phương tiện, mà cho nên trong tình huống nào Đức Thầy cũng truyền bá được cái giáo lý của Ngài hết đó thưa quý vị. Có phải vậy không? Cho nên ta bước bước đường gặp nẻo trong, mà không nản chí với nao lòng. Sao nữa? Dắt diều nhân loại câu quyền bí, bủa đức dạy đời rạng Á Đông. Cho nên chính vì sự nỗ lực đó mà cái nền đạo Phật giáo hòa hảo hiện nay rất đông tín đồ. Một cái nền đạo mà được nhà nước Việt Nam cho phép chúng ta hoạt động một cách công khai, thưa cô bác đồng đạo. Như vậy thì
dù đời bạc tải ngọn đèn, cứ nêu cái câu này nhằm nói lên cái tinh thần bất khuất trước cái lòng từ bi thương yêu chúng sinh. Thì dù cho cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, Đức Thầy cũng vượt qua để thực hiện cho được cái nhiệm vụ của mình. Đó. Tiếp theo là soi từ đài cát xá liều. Chữ soi có nghĩa là rọi, tức là chỉ cho cái việc giáo hóa của Đức Thầy đó cho chúng sinh. Soi từ đài cát xá liều. Chữ đài cát là lầu gác, tức là chỉ cho cái người giàu sang. Chữ xá tức là cái căn nhà bình thường, chỉ cho cái người trung lưu. Mà liều tức là liều trại, căn nhà nhỏ, là chỉ cho người nghèo. Như vậy thì đài cát xá liều là nhằm chỉ cho các cái hạng người, dù cho giàu sang phú quý, dù cho trung nông hay những người nghèo khổ không có một cục đất chắc cắm dùi, cũng được Đức Thầy giáo hóa một cách bình đẳng. Thầy không có bỏ, thưa quý vị, có phải không? Tức là lòng từ bi của Đức Thầy thì thương tất cả chúng sinh như nhau, không phân biệt giai cấp, không phân biệt giàu nghèo sang hèn gì cả. Cho nên cái chủ trương của Phật giáo Hòa Hảo là chủ trương bình đẳng mà. Cô bác đồng đạo chúng ta thường tới lui tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta có thấy một cái bảng mà treo ở trước cổng không quý vị? Trước cổng tổ đình á, quý vị có thấy cái dòng chữ đó không? Có bốn chữ. Là cái gì? Quý tiện đồng nghinh, bình đẳng đón tiếp. Quý là giàu, mà tiện là nghèo, đồng nghinh là tiếp rước như nhau. Đó là cái chủ trương bình đẳng của Phật giáo Hòa Hảo, thưa quý vị. Cho nên chính vì vậy mà khi Đức Thầy ra đời giáo dục chúng sinh thì Ngài không có phân biệt giai cấp sang hèn nghèo giàu gì cả, mà tất cả chúng sinh đều nằm ở trong cái lượng từ bi bác ái của Ngài. Ngài thương yêu một cách bình đẳng và giáo dục như nhau. Giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết, giàu cười hay khét, thương hết không bỏ người nào cả. Cho nên Đức Thầy giáo dục một cách bình đẳng, thưa cô bác đồng đạo. Giàu cũng vậy, mà nghèo cũng vậy, phải không? Cho nên thương hết. Cái lòng từ bi của Đức Thầy trải rộng để mà thương yêu tất cả chúng sinh. Mà soi từ đài cát xá liều là giáo dục chúng sinh một cách bình đẳng. Như vậy thì chúng ta thấy đến cái câu thứ 6 là cái câu cuối cùng. Cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Như vậy thì người trụy lạc là ai? Cái chỗ trụy lạc này nó có hai nghĩa, quý vị. Cái nghĩa trụy lạc thứ nhất tức là nhằm chỉ cho cái người mà có cái thói ăn chơi sa đọa để mà rơi rớt xuống cái chỗ thấp hèn tội lỗi đó. Cái người đó là người trụy lạc, phải không quý vị? Đức Thầy mô tả chốn thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hội gia trai, nào trùm đỉ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời châu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn. Sống như thế là sống trụy lạc đó quý vị, và đánh mất tư cách của bản thân. Như vậy thì cho người trụy lạc mà biết điều nghĩa nhân, tức là biết được cái đạo lý tốt đẹp của con người để mà thực hiện. Như vậy thì trụy lạc thứ hai, cái nghĩa thứ hai, trụy lạc tức là chỉ cho cái người tu mà còn đắm say ngũ dục lục trần trong thế gian này, gọi là chúng sanh trụy lạc đó. Như vậy thì nếu mà chúng ta tu mà chúng ta còn đắm trước ngũ dục, danh lợi tình thực thùy, chúng ta còn đắm trước lục trần, đó là sắc thinh hương vị xúc pháp, là chúng sanh trụy lạc đó quý vị, đang trụy lạc. Như vậy thì cái nghĩa trụy lạc thứ nhất là chỉ cho cái người ăn chơi sa đọa làm mất tư cách bản thân. Cái người trụy lạc thứ hai tức là chỉ cho cái người tu mà còn đắm trước ngũ dục lục trần. Cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Như vậy thì nghĩa nhân nó là hai ở trong ngũ đức, còn gọi là ngũ thường đó, là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính.
Nhưng mà thưa với cô bác đồng đạo, cái chữ nghĩa nhân ở đây nó cũng là một thuật ngữ, nó cũng là một danh từ để nhằm chỉ cho cái đạo á, là nhằm chỉ cho cái đạo. Chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái giai thoại vào cái thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 770 cho đến 221 trước công nguyên. Một hôm ngài Mạnh Tử mới đến viếng vua Lương Huệ Dương, và khi gặp vua Lương Huệ Dương rồi thì vua Lương Huệ Dương mới đặt ra một câu hỏi như thế này: dạ thưa ngài, ngài chẳng ngại đường xa xa xôi ngàn dặm đến đây, chẳng hay ngài có cái phương pháp gì để làm lợi cho đất nước tôi chăng? Lúc bấy giờ ngài Mạnh Tử mới trả lời rằng: đã là một vị vua thì hà tất phải nói đến lợi. Nếu như trên bậc thiên tử mà nói rằng có cách nào để làm lợi cho đất nước tôi, thì quan khanh đại phu sẽ nói rằng có cách nào để làm lợi cho dòng họ tôi, kẻ sĩ thứ dân sẽ nói rằng có cách nào để làm lợi cho bản thân tôi. Như vậy từ trên xuống dưới tất cả chỉ vì cái lợi thì thiên hạ này sẽ loạn mất. Cho nên bệ hạ không cần nói đến lợi, mà hãy nên nói nhân nghĩa mà thôi. Như vậy thì rất cụ thể, qua một cái giai thoại này, nhân nghĩa, nghĩa nhân nó là một cái cụm từ để nhằm chỉ cho cái đạo đức của con người đó, thưa cô bác đồng đạo. Như vậy thì biết điều nghĩa nhân tức là biết đạo. Như vậy thì biết đạo ở đây nó có hai cái cấp độ. Một là biết đạo qua tinh thần nhân đạo, thứ hai là biết đạo qua tinh thần Phật đạo. Như vậy thì biết đạo qua tinh thần nhân đạo là con người chúng ta thực hiện cái đạo lý tam can ngũ thường tam tùng tứ đức đó quý vị. Đó là cái đạo lý truyền thống của dân tộc chúng ta, phải không? Và cái đạo ngũ luân đó. Như vậy thì ngũ luân ngũ thường là cái đạo lý truyền thống mà con người chúng ta cần phải thực hiện. Còn nói về cái chương trình nhân đạo trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, nó còn có cái pháp gọi là đền đáp tứ ân và loại trừ thập ác hành thập thiện. Đó là cô bác đồng đạo chúng ta thực hiện biết đạo theo tinh thần của nhân đạo. Như vậy thì cái chương trình nhân đạo là cái nấc thang đầu tiên mà cô bác đồng đạo chúng ta cần phải thực hiện cho tốt trước, phải không quý vị? Bởi vì chúng ta muốn nhập niết bàn, chúng ta muốn giảng sanh cực lạc, thì cái nấc thang đầu tiên chúng ta không thể nào bỏ qua. Cho nên chương trình nhân đạo là cái nấc thang cơ bản mà cô bác đồng đạo chúng ta phải thực hiện trước. Cần chi gạn hỏi diễn dâm, làm người chưa giãn thì khó hồng thảnh thơi, phải không quý vị? Cho nên chính vì vậy muốn làm Phật Thánh ở tương lai thì lúc bây giờ chúng ta phải làm người trước đã, thưa quý vị. Chúng ta phải thành nhân trước đã. Cho nên chính vì vậy mà biết điều nghĩa nhân ở cái nghĩa thứ nhất là cái chương trình tu nhân trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải thực hiện đó. Ngũ luân và ngũ thường chúng ta phải thực hiện đó. Đáp tứ ân và diệt trừ thập ác chúng ta phải thực hiện để hoàn mỹ nhân cách của một con người ở trong xã hội hiện tại, và cũng đủ nhân cách để chúng ta sống đời thượng quân an lạc ở tương lai đó, thưa quý vị, chứ không phải đơn giản. Như vậy thì biết điều nghĩa nhân tức là biết đạo qua tinh thần học Phật, phải không quý vị? Như vậy thì ở trong giáo lý giải thoát của Đức Thầy gọi là giáo lý học Phật đó, có rất nhiều phương pháp để giúp chúng ta thành công đến cái quả vị giải thoát. Như vậy thì nếu chúng ta tóm gọn lại thì nó có hai cái phương pháp gọi là tu thiền tông và tu tịnh độ đó quý vị, có phải vậy không? Như vậy thì cái phương pháp thiền và cái phương pháp tịnh này được Đức Thầy kim dạy ở trong giáo lý của Ngài. Như vậy thì nếu mà nói theo thiền tông thì chúng ta có thể là tu theo tứ đề bát chánh nè, tu thập nhị nhân duyên môn hoằng diệt đó, tu cái pháp gọi là diệt lục căn nhiễm lục trần, tu cái pháp gọi là phá ngũ quẩn đó, để chúng ta đạt được cái chân ngã, phải không? Chúng ta thành tựu được cái Phật tánh để chúng ta thành công. Và thứ hai là cái pháp môn tịnh độ, tức là cái pháp môn trì danh niệm Phật mà cô bác đồng đạo chúng ta đã và đang thực hiện. Như vậy thì tu thiền hay tu tịnh gì cũng đưa đến cái kết quả giải thoát.
Nhưng mà nó tùy thuận vào cái hoàn cảnh, trình độ mà chúng ta chọn lấy một pháp để chúng ta tu. Nhưng mà thường là tín đồ Phật giáo và hảo thì chúng ta song hành giữa thiền và tịnh, không có tách rời quý vị. À, còn đặc biệt nói về pháp môn tịnh độ thì Đức Thầy dạy rất cụ thể ở trong Tuôn Chỉ và trong quyển thứ 5. Như vậy thì nói về pháp môn tịnh độ thì cô bác đồng đạo chúng ta ai cũng hiểu, và cô bác đồng đạo chúng ta ai cũng đang thực hiện. Như vậy thì biết điều nghĩa nhân ở đây, tức là biết, biết đạo qua tinh thần nhân đạo, và biết đạo qua tinh thần Phật đạo. Hay nói một cách khác là biết cái tôn chỉ giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy, thưa cô bác đồng đạo, rất cụ thể. Như vậy thì nếu chúng ta thực hiện cái phương pháp niệm Phật mà nó đạt đến cái trạng thái gọi là nhất tâm bất loạn, thì quý vị sẽ thành công ngay trong cái cuộc đời này. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, tức là dứt bạc vọng niệm, đạt được chân niệm, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Cho nên cái pháp tu tịnh độ này là Đức Thầy muốn nói đến cái nghĩa nhất tâm bất loạn, thưa cô bác đồng đạo. Đó là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, không đơn giản. Còn nếu chúng ta không đủ khả năng để mà diệt vọng hoàng chơn thì nương vào pháp môn tịnh độ này chúng ta có thể giảng sanh khi lâm chung. Đức Thầy cho biết là mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Đó là cái kết quả giảng sanh. Thì thưa toàn thể cô bác đồng đạo, thì vừa qua chúng ta đã đại để tìm hiểu một cách đơn gọn về ý nghĩa của sáu câu giảng. Như vậy thì vừa qua chúng tôi đã trình bày, có lẽ là do cái kiến thức hiểu biết về đạo đức của chúng tôi nó rất còn hạn chế, cho nên lời dạy của Đức Thầy chúng tôi chưa có thể làm sáng tỏ được, thưa cô bác đồng đạo. Tôi vẫn biết rằng những điều mà chúng tôi tâm tình trao đổi với quý vị sẽ không đem đến sự thỏa mãn đối với quý vị đâu. Nhưng mà đây cũng là một cái nấc thang đầu tiên để tạo cái điều kiện mà cô bác đồng đạo chúng ta có thể tiến thân xa hơn nữa. Những cái lời tâm tình chia sẻ chúng tôi chỉ tạo cho cô bác đồng đạo một động lực trong quá trình cô bác đồng đạo chúng ta học giáo lý cũng như hành trì giáo lý của Đức Thầy. Hy vọng rằng trong các cái buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo, đội ngũ giáo lý viên chúng tôi có thể đánh thức được tiềm năng và khơi dậy được cái lòng hâm mộ và cái lòng tinh tấn đối với sự hành trì đạo đức cô bác đồng đạo, để giúp cho cô bác đồng đạo chúng ta giữ dưỡng lực lập trường tu từ đây cho đến ngày cuối đời của mình. Và rất mong cô bác đồng đạo chúng ta đạt được cái quả vị giải thoát như ý muốn. Thì thưa cho cô bác đồng đạo, đối với cái thời gian đang tổ chức cho phép thì nó có giới hạn, bởi vì sau chúng tôi thì còn có giáo lý viên Phan Chí Tâm. Giáo lý viên này rất có khả năng và là một giáo lý viên được gọi là ưu tú trong cái đội ngũ giáo lý viên chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng giáo lý viên này mà lên diễn đàn mà thuyết giảng thì nhất định sẽ đem đến sự thỏa mãn trong cái sự tìm hiểu học hỏi giáo lý của cô bác đồng đạo ở đây. Hy vọng rằng cái đợt thuyết giảng thứ hai này sẽ làm cho cô bác đồng đạo chúng ta hài lòng hơn. Như vậy thì trở lại với nội dung của sáu câu giảng này, nếu chúng ta phân tích thì chúng ta thấy nó có cái nội dung như thế này: bể trần sống cuộn lao sao. Cái câu đầu tiên này Đức Thầy nhằm giới thiệu cái cảnh thế gian là cái cảnh khổ, và con người sống trong sanh tử khổ đau. Câu thứ hai là sông thuyền bát nhã lướt vào một phen. Câu này nhằm giới thiệu sự ra đời, mở đạo và phương pháp độ sanh của Đức Thầy để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó cho chúng sinh. Quản chi lực kém tài hèn, dù đời bạc đãi ngọn đèn cứ nêu xoay soi từ đài cát xá liều. Ba cái câu này là nhằm nói đến cái công hạnh giáo dục của Đức Thầy đối với chúng sinh. Và cái câu cuối cùng là cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân, tức là cái ý thức giác ngộ tu hành của người tín đồ ở cái chương trình tu nhân cũng như cái chương trình tu Phật, để cô bác đồng đạo chúng ta thành tựu cái quả vị giải thoát.
Thì kính thưa toàn thể cô bác đồng đạo kính mến, thì đối với cái thời gian ban tổ chức cho phép thì chúng tôi tâm tình với quý vị đến đây thì coi như đã xong cái đề tài, chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Và lời nói sau cùng thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú An này đã tạo cái điều kiện tốt cho chúng tôi được đến đây, được gặp gỡ cô bác đồng đạo và được trao đổi qua đôi điều giáo lý của Đức Thầy. Và xin cảm ơn toàn thể cô bác đồng đạo chúng ta đã chịu khó ngồi đây để mà lắng nghe chúng tôi chia sẻ. Và chúng tôi xin kính chúc cho toàn thể cô bác đồng đạo chúng ta trong cái quá trình tu hành, nói về cái đời sống vật chất thì quý vị đầy đủ để quý vị yên tâm thực hiện cái việc tu. Và nói về cái đời sống tinh thần thì cô bác đồng đạo chúng ta luôn luôn là những con người tỉnh thức, đọc và hiểu rõ giáo lý cũng như tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy, và nỗ lực hành trì theo lời dạy của Đức Thầy để tất cả cô bác đồng đạo chúng ta đều có thể đạt được một trong hai kết quả, đó là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, đó là thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.